Thưa quý vị, tại khu văn hóa Hồ Nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức khai mạc Ngày hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ nhất năm 2024 với quy mô 150 gian hàng, được bố trí theo từng không gian riêng biệt. Từ nay đến ngày 19 tháng 5 năm 2024, du khách đến tỉnh Sóc Trăng sẽ được trải nghiệm, thưởng thức hàng trăm loại bánh dân gian. Khu vực bánh dân gian tại ngày hội có đủ các loại bánh Nam Bộ hấp dẫn, nhiều màu sắc như bánh xèo, bánh khọt, bánh dừa, bánh ống dừa, bánh bía, bánh đậu xanh, được các thợ chuyên và không chuyên chế biến một cách tỉ mỉ, điêu luyện. Ngày hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các nghệ nhân, các doanh nghiệp ẩm thực các địa phương trong tỉnh giới thiệu, quảng bá, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa ẩm thực dân gian ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, làm cơ sở để ngành du lịch của tỉnh phát triển các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn để phục vụ nhân dân trong tỉnh và du khách các vùng miền đến Sóc Trăng.